Thôi là đại diện giống như là một người thầy, cũng giống như thầy Minh hoặc là tất cả người thầy nào đã từng đưa đò và đã bay từ cái điểm bay đó về đây. Và sau khi giơ bàn tay ra thì năm cái kim mộc thủy hoa thổ của 70 đứa tụi con đã diễn rất là thành công. Hồi nãy xin lỗi là không có mưa là vì cô Hương sợ bị cúp điện, cho nên cái dàn mưa của mình sẽ tổ chức một buổi diễn nữa để có dàn mưa, có dàn bay. Và và một lần nữa Việt Hương cảm ơn toàn bộ viết lát nữa Việt Hương sẽ live stream những cái bó hoa ở đây từ sở văn hóa nè và các bộ ngành và rất là nhiều nghệ sĩ lớn không đi được cũng gửi hoa, cho nên là Việt Hương sẽ chi tiết từng hoa một. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn hoa, cảm ơn chính quyền, cảm ơn công an đã quên, cảm ơn các anh công an nữa. Và sau khi cảm ơn tất cả thì Việt Hương sẽ cảm ơn ông xã của mình. Cảm ơn rất là nhiều luôn, kể như là 1-2 giờ sáng hoặc là 6 giờ sáng, tất cả những chuyện gì đều kêu anh ơi bọc ông thầy, là lúc đó Việt Hương gục. Có nghĩa là nhiều khi đến 2 giờ rồi mà cái bản gửi cho anh Việt á, để mà giới thiệu á, cũng chưa có, thì lúc đó 2 giờ Việt Hương nói là anh Duyệt gửi cho ông thầy để ngày mai gửi lên cho Hòa Bình, thì Việt Hương gục tại vì mình chịu không nổi. Và ví dụ như 6 giờ hôm nay là Việt Hương chạy lo mất cách và chạy qua đây chạy, thì Hương nói là anh bỏ hết, không được làm đẹp luôn, anh Phương cũng không được bước lên sân khấu. Hôm nay đáng lý là anh trả lên, anh hát và anh thổi kèn anh tặng. Nhưng mà anh chạy việc xong, không nói sao không chạy chương trình luôn đi, bỏ anh ra tại vì cúp điện. Đó, cúp điện chạy không kịp. Cho nên là Việt Phương mới nói là thôi để mình hẹn một cái chương trình nào. Và vô cùng cảm ơn, bây giờ tụi con 1, 2, 3 tụi mình ráng làm sao đặt được hết chữ nha. Sân khấu nghệ thuật Trương Hồng Minh, cái tụi con dơ cái quà lên cái cho vui nha. Tại vì tất cả học trò ở đây là trẻ và sức sống và sức nóng, cho nên Hương mong là các con sẽ đẩy được cái lửa này lên ha, cho tất cả các em nha. Sân khấu nghệ thuật Trương Hồng Minh ha. 1, 2, 3 thầy ơi, thầy quan trọng thầy đứng đây cho các con đó, nó có quà nó dơ lên nè. Ủa còn một trò cũ gì không nghe, còn ai kéo lên đi nghe, còn ai kéo lên đi. Bé Bảo đứng lên đi, bé Bảo thiệt là đau lòng quá đi. Lớp cũ, các học trò cũ ra mới đây giờ đầy đủ, mà cái lớp của tụi tôi giờ nó giải tán đi đâu trơn luôn mà tiếc thương. Thì tới sớm nó đi về hết trơn rồi, có vợ, có chồng, có con đâu. Hồi nãy là bị cướp điện chứ tới sớm. À, anh ơi, anh Lê Hoàng Luân là khóa 16. Em cảm ơn anh nha. Anh Lê Hoàng Luân là học trò do thầy trợ giảng của thầy chánh dạy là thầy Nguyễn Công Ninh. Dạ, thầy Nguyễn Công Ninh dạy. Và hôm nay thầy Ninh có tơ hình tới với một cái lý do là thầy bị bể xô bất ngờ ở An Giang chạy về không kịp, nhưng mà thầy sẽ là chánh giảng ở đây nha. Chị Cát Phượng đáng lý là phải còn lại chứ không được về. Lâm Tiến Dạ, tất cả những diễn viên đã diễn trong sắp sửa diễn trong tuần này phải có mặt chị Phượng đi về hả? Nhiều lắm. Và dạ, cảm ơn chị Thanh Long. Chị cảm ơn chị Phấn nha, cho Thanh Long cúng tổ quá đẹp. Xong rồi tụi mình còn ăn quà của Lộc Tổ cho tụi con. 1, 2, 3 sân khấu nghệ thuật Trương Minh ha. 1, 2, 3 sân khấu nghệ thuật Trương Hồng Minh. Khoan nha tụi con ơi, live stream vẫn live nha. Chụp hình là cái anh này quan trọng nè con. Chụp hình mình up Facebook đồ gì cho con nghe nha. Lần nữa hả cho nó sung không? Rồi rồi, một lần nữa cho chắc nha. Anh ơi, mấy anh ơi, mấy anh hạ cái chảo xuống giùm em. Chạm lấy cái chảo, anh Lê Quốc Nam cũng học trò nè. Học trò của Minh nè, lo quay không à. Bây giờ ngồi xuống nha. 1, 2, 3, xin lỗi về thực chương Minh nha tụi con. 1, 2, 3 sân khấu nghệ thuật Trương Hồng Minh. Chưa, đứng im đó. Chụp hình nhiều nhiều đi cưng để đặt về làm tư liệu. Bé ngồi xuống, tụi con dơ quà lên cho vui nha tụi con nha. Yeah, chào mừng. Rồi cảm ơn các anh chị lớn có mặt ngày nay tới giờ này vẫn còn ngồi kìa. Cảm ơn báo chí nha, báo chí ơi. Chụp hình chứ có bỏ chuyện nói. Đặc biệt hôm nay happy birthday Hoài Linh. Nhưng em hãy kêu là bố với mẹ mà em không chúc anh được, lại lý do em biết hồi đêm hôm qua là thỉnh bàn thờ tổ, cho nên phải đặt đại diện một bạn Phương qua để lo cho thầy Minh hôm qua. Và cái bàn thờ tổ rất là đẹp luôn, nhưng mà một chút nữa sẽ hát cái vấn đề anh sau. Còn bây giờ là cảm ơn anh đã lo cái bàn thờ tổ rất là đẹp và chỉnh chu. Hai thầy trò hôm qua là thầy Minh đứng chắn để mà lên bàn thờ, thì tất cả mọi người nên vào thắp cây nhang nha, nhớ vào thắp nhang tổ, quỳ lại nha con,
quên, quỳ lại nha, quỳ lại. Tại sao tắt nhang nhiều đó, nó báo cháy nha, phải tắt nhang nha. Rồi em xin cảm ơn nãy có sư huynh thì ba mà chị chú cảm ơn, và cảm ơn tất cả mọi người đã cho em, chưa có ai mà xin quà cho chị cô hết. Xin quà nó sao không đừng tặng qua tôi, lát bỏ mà tội dữ lắm. Nhớ cho em những cái đồ Quỳnh Lập đã gửi hai bụi tre, nghệ sĩ Quỳnh Lập đã gửi hai bụi tre màu xanh đó con bé. Tân Tân thì chỉ cái bụi tre của Quỳnh Lập nè. Dạ, sư huynh chị ba thì gửi hai cái chậu qua cây dừa ở trên đó. Rồi La Vita có nghĩa là những cây xanh là những người nhà tài trợ cho hết để diễn đó. Đây cây xanh để mình diễn. À, ghế bàn, ghế hóa trang, ghế cắt tóc đó là của anh La Việt Lâm Lắc ơi. Rồi à, rồi La Vita, rồi Như Ý, giấy Như Ý. Nói chung là rất là nhiều, chút nữa em ghi từ từ ra nha cả nhà. Ghế hóa trang, ghế học của các con, bàn của giám đốc, bàn của học viên, ghế của học viên, ghế hóa trang ở trong, bông hoa đó. Rồi không có được về lãnh quà ở yên đó, lát lên xã em ra ăn nha. Bánh xôi rất là nhiều, ăn gặp tổ nên tụi con không có về ở đây. Rồi bây giờ Việt Hương sẽ nhờ các bạn đi tất cả các cái hoa để cảm ơn lãnh đạo để hoa rất là nhiều. Lúc nào cũng được khán giả Việt Hương và làm tù mới thì cũng phải cho học trò cả một xin mấy cái dây nhỏ nhỏ. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ. Cảm ơn các anh chị, sơ hở là xin vai, sơ hở là xin vai. Vỗ tay cảm ơn các anh chị. Dạ. À, cảm ơn tụi con rất là nhiều. Bây giờ biết tự kiếm chỗ trên mấy phòng học á. Dạ. À, cái này là cái cây tiền vàng. Lòng phát tài. Mai ca rồi kìa các. Rồi cảm ơn Long đã dành thời gian tới, sao tới trễ dữ rồi trời. Dạ thầy ơi, còn quà nữa thầy. Tới trễ. Dạ xin mời các bạn K4 MN ạ. Cho Việt Hương xin bổ sung thêm hai người. Chị cảm ơn Thanh Phong Trần, đạo diễn là tâm phần. Chị xin cảm ơn Lâm Phong, giám đốc điều hành công ty BVH. Cảm ơn Kim Tiền, đặc biệt cảm ơn với Thảo đã bị chị ép để dựng cho bằng kịp cái tiết mục hồi nãy. Cảm ơn toàn bộ mảng nè, tất cả các bạn âm thanh ánh sáng. Và hồi nãy thưa quý vị cả nhà là đây có mưa nữa nha cả nhà. Chỗ em đang đứng là cái chỗ mưa rớt xuống nguyên một cái dòng. Dạ có mưa nữa mà nãy cúp điện, cho nên là em ngồi sát cái đó để em lịnh xuống là không được. Tại vì nếu mà cái công tắc nó nhảy lên thì em sợ nó cúp điện mất. Cho nên ở đây có mưa nữa. Chị cảm ơn tất cả các ekip, các đàn em của chị đã chịu khó cực khổ từ gỡ giờ. Và Thanh Phong Trần đâu thấy nó. Và cảm ơn với Thảo nha. Trời đất ơi, nó cực khổ bầu bì, nó la văng cuốn phổi nó đâu rồi. Ui, nhỏ ốm nhất tất cả nhà. Đó, con nhỏ đứng gọn gọn đó. Dạ, vỗ tay cho nó tiết mục hồi nãy là của bé Thảo. Cảm ơn bé Thảo nhiều lắm. Cảm ơn ekip của BVH và công ty trách nhiệm hữu hạn sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh nữa nha. Thầy còn thiếu ai? Cảm ơn. Cảm ơn Quách Tuấn Du. Cảm ơn Quách Tuấn Du. Tiếng Anh tài trợ màn hình lẽ. Trời ơi có không? Trời ơi cái ông Lê Quốc Nam. Thầy xin cảm ơn tất cả các ekip và đặc biệt một lần nữa thầy xin cảm ơn Thanh Phong Trần, tổng quản lý sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Vinh. Cảm ơn Thanh Phong Trần, cảm ơn ca sĩ Julie, phó tổng quản. Cảm ơn tất cả tụi con ekip và cảm ơn anh Lâm Phong. Anh Lâm Phong, công ty của BVH của chị Việt Hương, cô Việt Hương. Cảm ơn đã đổ công, đổ sức vô đây rất là nhiều. Cảm ơn mọi người.